Nero khoảng năm 65. Trên vương quốc tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa đang mở tiệc linh đình mừng lễ hai thánh Phêrô và thánh Phaolô tông đồ. Bất thình lình cửa thiên đàng có tiếng động. Thánh Phêrô hối hả chạy ra xem, thánh Phaolô cũng không ngồi yên chạy theo để bảo vệ anh mình là Phêrô. Tới nơi, thánh Phêrô cất tiếng hỏi: "Ai đó?" "Thưa cha thánh, con là thiếu nhi thánh thể ạ." Theo như danh sách đưa lên là phải trình diện lúc 8 giờ sáng nay. Sao giờ này con mới tới?" "Thưa cha thánh, lúc gà chưa gáy 3 lần, con đã khởi hành. Nhưng trên đường tới Damas, con ngựa của con bị đứt dây cương làm con té nhào, nên con đến trình diện trễ. Xin cha thánh rộng lượng bỏ qua." Lúc này, thánh Phêrô và thánh Phaolô đỏ mặt và nổi nóng, vì tên này dám bạo miệng nhắc khéo đến chuyện cũ ngày xưa. Thánh Phaolô tút gươm ra, đưa cho thánh Phêrô và nói: "Gươm đây, anh cho nó mất một tay đi." "Để anh xử lý tên này." Lúc này, thánh Phêrô mở tung cửa thiên đàng và vung cao thanh gươm. Nhưng hai ngài hốt hoảng, vì người đối diện chính là một em thiếu nhi thánh thể rất ngoan và dễ thương. Thánh Phaolô kéo thánh Phêrô lại và nói nhỏ: "Khoan anh ơi, đây là một em thiếu nhi thánh thể của Chúa. Kem luôn cầu nguyện với Chúa Giêsu thánh thể và rất thuộc tiểu sử của các thánh, vì kem chọn các thánh làm tên cho đội của mình.
nên biết rất rõ về tiểu sử của chúng ta. Đừng làm lớn chuyện nữa. Anh hỏi em thiếu nhi đó thuộc hiệp đoàn nào, rồi cho vào thiên đàng ngay đi. Kẻo chuyện của chúng ta không bao giờ kết được. Em quả là khôn ngoan. Này con thuộc hiệp đoàn nào vậy? Thưa cha thánh, hiệp đoàn con đang lập nên chưa có tên chính thức, tạm thời gọi là hiệp đoàn Phêrô và Phaolô ạ. Ồ, vậy con vào thiên đàng ngay nhé. Và con nên nhớ, ở thiên đàng chỉ sống giây phút hiện tại và không bao giờ nói chuyện quá khứ. Con hãy thận trọng với cái miệng của con nhé.